Chính thức bé Anh Thư đã nói sai sự thật về độ tuổi của mình. Hôm nay cô Loan, mẹ nuôi bé Anh Thư, đã gặp mẹ ruột tại xã và đã xác minh 100% bé Thư chưa đủ tuổi, khiến cho mẹ ruột phải cứng họng. Và giờ đây những lời vu khống mẹ trên mạng xã hội đã có câu trả lời. Ai đúng ai sai tự mọi người nhìn nhận. Hôm nay là cái xe này, giấy khai xanh này là nó ở đâu, giấy con đâu đưa lên đó là giấy khai xanh con. Trời ơi, vậy đó hả? Đó. Thương cho hai đứa Thư và Cường, nhưng không thương cho sự nói láo như vậy được. Đúng là đúng, sai là sai. Cô Loan, mẹ nuôi bé Thư, chỉ cần một lời xin lỗi của bé Thư thì mọi việc được êm xuôi. Còn nói qua nói lại như vậy thì ai khổ? Chỉ có em Cường khổ. Còn mẹ ruột của bé Thư đẻ con năm nào còn không nhớ thì nói đến tìm con nhiều năm, vậy là tìm dữ chưa? Bỏ đi 12 năm bây giờ về nhận lại con, biết tính tình con mình ra sao hay không mà lên mạng nói như đúng rồi. Nếu ngày xưa cô Loan không cưu mang bé Thư thì bây giờ nó còn có tồn tại hay không? 12 năm nuôi dưỡng thì bây giờ nhận lại đắng cay. Âu cũng là định mệnh thôi. Mọi việc ra sao Trường mời cả nhà cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm Trường nha. Dạ rồi, chào cô Loan, chào chị Lùng ha. Dạ chào cộng đồng mạng. Rồi. Hồi nãy á là khi mà tụi con dắt sáng chở cô vô xã đó, rồi làm việc rồi giờ công chuyện nó ra làm sao rồi cô Loan? Thì đi vô chẩn là bởi vì mẹ con của nó hồi lúc trước là nó cũng nói là làm giấy giả. Ừ. Nó nói là nó bên kia thì nó nói là tôi làm giấy giả, cái xanh này giả. Rồi về bây giờ thì mẹ ruột nó lại nhìn nhận nhau. Mẹ con thì cũng nói là tôi làm giấy giả. Thì nó nói với trên cộng đồng mạng là nó nói là nó 18 tuổi. Ừ. Rồi tôi là bác 16 tuổi. Ừ. Đó. Mà bây giờ tôi trong giấy tờ như vậy để tôi làm ra cho sáng tỏ thì lại tới ngay chỗ xã của mẹ nó làm cây xanh thì cũng có ra là gặp mẹ nó rồi đó nữa. Dạ. Với nó rồi luôn. Đó, thì vô làm cái cây xanh trích lục và làm lại đó thì cũng sự thật y như vậy. Ừ. Đó, thì bây giờ mấy anh ở địa phương đó thì nói bây giờ là làm cho chị là đúng như vậy sự thật rồi. Nếu mà ai nói giấy giả nữa thì chị cứ việc mừng đơn thương rồi đó, đem lại tôi xử và tôi giải quyết. Ok, vậy là nói đó. Chung là bây giờ đã xác minh được là độ tuổi chính xác của bé Thư rồi. Ừ. Thì trên tay cô cầm đó là cái giấy khai sinh chính thức của xã đưa mới sáng này luôn. Mới đưa đây. À. Tôi vô tôi làm nè. Dạ. Đó. Rồi vô trong đó rồi gặp mẹ ruột của bé Thư, rồi bên đó hai bên có trao đổi gì không con? Thì nó nói chị đứng lại, tôi nói chuyện chị chút coi. Ừ. Thì tôi nói thôi đi, giờ tôi bắt bận công chuyện rồi. Ừ. Đó, tôi nói vậy. Là bên đó là người ta yêu cầu cô lại để đối chất hay sao, hay là để nói chuyện? Bởi vì tôi thấy đông dữ lắm. Đông là bên đông? Đó là đông lắm. Đông cái gì con? Thì nó đứng dí tôi nè. À. Là nó đứng dí bên... Rồi bên nó, rồi bên con Thư, rồi bên thằng Cường nữa. Người nhà hay sao? Người nhà không. Người nhà đông không? Lắm. À. Ừ. Là nói chung là người nhà không hả? Có YouTube luôn. Có YouTube nữa hả? Có YouTube đứng trong đó luôn. Cũng có mấy người. Có cái chị gái YouTube của nó đó. À. Thì tôi quay chân ngược chứ vô. À. Mới nói với anh công an đó là tôi nói bây giờ á, có mấy người YouTube là chứ bên nó đông quá rồi. Có tôi đi có ba người mà nó đứng đông với dí quá trời luôn rồi. Thì anh công an nó nói bây giờ chị cứ việc chị đi ra đại đi. Ừ. Nếu có thì đằng này ta xử lý. Dạ. Chị sợ cái gì? Chị là người đúng mà chị sợ cái gì? Ồ, công an nói với mình đúng luôn hả? Ừ. Trời ơi, mừng quá trời vậy ta. Là nói là mình người đúng mà mình sợ cái gì? Cứ đi ra đi, rồi nếu mà có gì đằng này ta giải quyết. Dạ. Rồi thằng mình có giấy tờ mà sợ gì? Đó, rồi đằng này mới đi ra. Thì đi ra khỏi cái cửa thì tôi thấy con gái tôi là cái Thư á, nó cầm cái nón bảo hiểm. Ừ. Nó đi chạy cắn lại con út lùng là chị út lùng đây ha. Ừ, là con trứng này. À. Là tôi sợ con này đi trước nó đi sau nó chạy ngay lại kia bà kia đứng lại là cái chính xác con Thư kêu hả? Ừ, nó cầm cái nón nó giơ lên vậy tôi đó. Sợ quýnh vô con này tôi mới kêu út lùng quay lại coi. Ừ. Là tôi chưa có nói là quýnh. À. Vì tôi thấy nó giơ lên vậy thấy nó nhá thôi ha. Ừ. Cái tôi sợ quá con này đi tôi. À. Kêu út lùng quay lại thì nó vừa tới là nó thọp áo này nó có le ke lôi con này liền. Ồ. Ủa rồi chị Lùng, cái sự việc đó làm sao chị đồng cảm nghe quá. Thì đối với tôi thì có làm sao thì tôi nói vậy, tôi chỉ qua đây thì tôi có sự thật thì tôi nói gần cái sự thật thôi, nhưng mà nó nếu kéo tôi vậy là thấy coi không được. Ừ. Tại vì có làm sao thì tôi nói vậy, cái bằng chứng đã như vậy thì tôi chỉ nghĩ qua là tôi làm y gan như vậy mà giờ bên gia đình của nó làm hung dữ quá. Ừ. Nói chung á là bên đó là người ta cũng mong muốn là cái lẽ phải về người ta, thì bên mình cũng muốn cái lẽ phải về bên mình. Mà cái điều quấu chốt ở đây nè là cái chỗ á là con bé Thư nó nói nó là đã đủ 18 ha, và được bị cô Loan nó đi tiếp khách lúc năm 16, mà giấy khai sinh bây giờ nó lại là 2012. Thì cái sự việc bây giờ nó thì giống như là cái câu chuyện nó đi quá xa, về nó nói là cô cho nó đi làm đủ thứ hết để lấy tiền từ đúng nó rồi. Ra đó nó, nói gì nó bị xôn xao dư luận.
không nói nó đủ tuổi là nó không đúng. Nó không đúng, tại vì trong khi đó là đầu đây em nhỏ là có tôi. Nghe từ đầu cho tôi nghe từ đầu. Mới đầu tiên là nó gửi tôi. Nó gửi tôi một ngày một đêm. Qua ngày sau nó mới đi về. Về tôi nói con mày là tao trả mày nè. Rồi cái nó nói cho bà đó, bà làm gì đó bà làm đi. Đó, rồi tôi mới nói không mày nói thiệt nó chơi mày. Nếu mày cho tao tao nuôi à. Rồi cái tôi mới em mới tôi mới nói là không suy nghĩ lại là mình nuôi không nổi. Thôi vậy để tao kiếm nhà giàu nào đó. Tao cho nó đặng cho nó nhờ tấm thân nó để nó theo mày không có sống nổi đâu. Đó. Rồi sau đó tôi mới ẵm nó đi về trong nhà ông ngoại của nó. Tôi mới đem là tôi mới nói là thôi giờ con bé này là con của con Quyền. Rồi cho nên là giờ chú giữ nó đi rồi ổng mới nói là tôi không nhìn nhận, nó không cháu tôi nó không nhìn nhận. Thì em bây giờ đi, vậy để Út, đó là tôi cho dục. Bây giờ về thì cái câu chuyện mà chị Út kể á, là hồi trưa này trên xe chị đã kể cái quá trình mà lúc mà chị nhận nuôi. Khi mà chị nhận nuôi con bé Thư á là chị là người nhận đầu tiên, chị đã đúng kể rồi. Rồi. Thì bây giờ cái sự việc mà trong xã là chị có cảm thấy là ngày hôm nay khi chị qua chị thấy cái con bé Thư nó làm nó quá hung dữ. Quá hung dữ luôn hả? Quá hung dữ. Wow. Nếu con người nó hiền hậu như theo như ở trên mạng xã hội bên mấy anh YouTube á, quay á thấy nó khóc lóc kể lể này nọ đồ á là quá sai lầm. Thấy tôi thậm chí tôi lên tôi coi trên mạng mà tôi thấy nó tôi còn thương nó mà. Tôi phải tôi ghét bỏ gì nó. Nhưng mà cái sự thật là cái sự thật thôi. Tôi chỉ nói cái sự thật thôi, nhưng mà bữa nay á tôi trong cơ quan tôi đi ra là nó chụp áo tôi liền, nó lôi kéo tôi liền. Là chính xác là bên đó có YouTube quay luôn. Có YouTube, rất là nhiều YouTube. Là YouTube quay thấy cảnh đó luôn. Là thấy cảnh là nó đang chụp áo tôi xong tôi vậy nè. À mà không biết có ai đăng lên, có ai đăng lên hay không thì nó không biết ha. Đăng lên hay không thì tôi không biết. À. Nhưng mà nó vừa nó chụp cái áo tôi, nó dở cái nón bảo hiểm lên như vậy. À là tính là nó đằng sau nó vô tới ha. Dạ, nhưng mà không biết thì nó hay không thì tôi không biết. À. Đó là tôi không biết, nhưng mà thật sự là nó có nắm cái áo của tôi. Đó, nhưng mà tôi chỉ nói sự thật thôi. Rồi lúc mà vô trong cơ quan công an á, thì bên cơ quan công an người ta có nói chị là có vai trò gì đây không? Không, chỉ là nói là nó kêu chị luôn á là cứ đem giấy tờ này ra, ai nói giấy tờ giả à thì làm cái lá đơn. À. Đi thương gì đó. Đi thương ngược lại. À. Đem qua công an ta xử giải quyết. À. Nói chung bây giờ là giấy tờ bên của cô Loan là người ta đã xác minh giấy tờ 100% là sự thật. Nó không phải là giấy tờ giả mà như đã nói trên mạng xã hội. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa, đến bây giờ á, là cái vấn đề là không chịu thừa nhận là mình đi vu khống người khác. Đúng không? Đúng rồi. À, mà bây giờ con hỏi cô Loan nè, bây giờ giấy tờ thì cô đã chắc ninh như vậy rồi. Rồi bây giờ cô cần cái gì nếu mà bên phía bên mẹ ruột của bé Thư muốn nói đàm phán với cô nói luôn đi. Thì tôi bây giờ như vậy cho sáng tỏ ra là bây giờ con bé Thư nó vô khống tôi đó. Ừ. Là nó nói tôi là đưa lên trên cộng đồng mạng là ra cả nước đó là biết hết trơn rồi. Đúng rồi. Là điều ai cũng biết hết. Là nói tôi là người ác. Là thực tế là tôi không có nhiều thật như vậy. Ừ. Mà nó nói là nó năm nay nó 18 tuổi, nó làm là thẻ căn cước rồi ở Trà Vinh. Mà thực tế bữa ngày hôm nay là cái xe giấy khai sinh này là nó ở đâu giấy con đâu đưa lên cầm giấy đó. À, đó là giấy khai sinh con. Ừ, trời ơi vậy đó hả? Đó. À, giấy nó có mọc đỏ đàng hoàng luôn ha. Thì trong xã ta làm cho sáng tỏ mà. Ừ. Rồi giấy thì mình cũng phải đâu đó đàng hoàng. Dạ. Đó. Mình cứ thuận theo pháp luật mà mình làm. Đúng rồi. Ừ. Cái gì thì cô đăng gì ta nói cô làm cái gì sao tính đó. Tôi thấy rồi lúc mấy anh YouTube quay nó thấy nó hiền hậu dễ thương quá trời luôn mà giờ tôi thấy nó quá hung dữ. À vậy ha. Thấy tôi sợ rồi đó. Ừ. Nhưng mà tôi đâu có sợ, nói chung là tại nói tiếng sợ là sợ vậy thôi, nhưng tôi nói câu công bằng. Tôi không có xúc phạm gì nói nặng nhẹ gì bên ai hết. Tôi không binh bên ai, cũng không bỏ bên ai. Thì có sao thì tôi nói vậy, mẹ nó đầu tiên cho tôi thì tôi nói cho tôi. Trời ơi, nói chung á bây giờ cô Loan bị dưới thế vậy nè, tại vì hai đứa nó từng chấp nhận nó uống nguyên sinh. Đúng không? Rồi cái sự việc đó xảy ra rồi thì cộng đồng mạng người ta cứ nghĩ bây giờ là cô Loan lúc nào là cũng sai, là cô Loan là người bắt ép hai đứa nó đến đường cùng. Bây giờ con hỏi cô Loan thiệt nè. Cái sự việc của em Cường mà đi mà lúc mà cô đòi kể là lúc mà thưa kiện gì đó là như thế nào, cô kể lại đầu đuôi quá cho trình nghe coi. Bị gì hả? Thằng Cường nó về trên đây nó lấy chiếc xe của ông bạn tôi nó đi. Ừ. Cái này là để mấy chiếc xe không? Ừ. Ông lấy chiếc xe nó, ông đi rồi tình nó đi luôn đó, rồi nó không trở lại. Rồi ông mới biểu tôi là phải đền chiếc xe cho ông. Rồi tôi nói xe ở đâu đền, giờ có mong để tôi đi kiếm nó chứ làm sao giờ. Thì tôi với ông mới đi kiếm, đi xuống tới xã của nó. Đó thì đi vô tới xã nó thì đi vô đưa cái tấm hình ra hai đứa nó đó là tự xã đi vô nói thằng này Cường con có một chấm đi vô tổng là bắt đầu lấy cái chở nó ra đó, chở thằng Cường ra
Mà trong khi đó là cũng có hỏi anh Cường, là hỏi anh Cường là bây giờ mày hôm nay mày đi đâu, thì nó nói là nó đi thành phố, hỏi mày có dắt con bé nào tên Thư không, là nó nói có. Rồi nó hỏi vợ Thư đó ở đâu, cái nó nói gạt công an, mà nó còn nói gạt với công an là nó nói giờ con Thư đi ở mà Đồng Nai rồi đó. Rồi cái bắt đầu con thì nó nói rồi là cỡ nửa tiếng sau ông Thư mới điện lại cho tôi, mẹ bộ mẹ thương anh Cường hay vậy, tao không có thua mà điều hai đứa bay lấy xe cậu Phúc rồi hả, sao không trả cho người ta, giờ ổng kêu tao đi kiếm đặng trả xe cho ổng đó. Tôi nói vậy cái bắt đầu nó mới kêu tôi là bây giờ chạy xe vô rước nó, thì tôi nói tôi không có xe, cái tôi mới vô tôi nói với chú công an, nói ừ đó là nãy nó nói con Thư là ở trên Đồng Nai mà giờ ở trong nhà nó ở trong á đó. Rồi công an mới đi vô nhà đó là chở con Thư ra. Thực tế là tôi chưa có lại tới nhà đó, mà ông già đó là đổ thừa tôi là đi vô nhà để quýnh mấy đứa nhỏ đó. Thì cái qua cái sự việc cô kể là chủ yếu là cô muốn đi tìm chiếc xe. Đúng rồi. Nhưng mà vì vô công an rồi sau đó là sao lại đưa đơn lên? Đơn là cái đó vô xã rồi mới hỏi con Thư là bao nhiêu tuổi. Tự nhiên kia rước ra. Có nghĩa là ý định ban đầu không phải là cô ý định thua, có nghĩa là vô nó lùm xùm găm ra tôi tới là... chính quyền rồi thì bắt buộc là người ta phải giải quyết. Cho dù là cô không có đồng ý người ta cũng tự giải quyết, tại vấn đề nó vi phạm pháp luật. Đó là tôi không có thua thiệt. Đó. Vô là chỉ như vậy rồi công an mới kêu vô là hỏi nó là bao nhiêu tuổi là hai đứa nó tự khai với nhau. Hai đứa đó là khai á, tự ra ngay chỗ xã đó, rồi ở xã đó rồi xong rồi ta mới chuyển đi huyện lấy lời khai thằng Cường gì đó. Rồi con nhỏ này thì dẫn đi khám gì đó. Đó. Là chính xác là cô đi xuống tới địa phương của anh Cường để tìm để lấy lại chiếc xe. Đúng rồi. Rồi vô trong cơ quan á là mời hai đứa lên, cơ quan ta tự làm việc là nói là hỏi ra hai đứa bao nhiêu tuổi. Đúng rồi. Rồi xong từ lúc đó là mới lòi ra là cái việc là hai đứa nó không đủ tuổi. Rồi xong đó lúc đó cơ quan nó có kêu cô thưa không? Không. Rồi sao mà có cái đơn thưa? Thì tự ở bên bệnh người ta viết luôn, tôi đâu biết. Tự người ta làm luôn. Khởi tố. Thì tự người ta khởi tố vụ việc luôn. Là cũng như là ở xã thì tự nhiên là nói đưa huyện, huyện rồi qua đưa tỉnh, giờ tới đưa tòa chứ tôi đâu có, tôi chưa có làm đơn thưa. Rồi ok, thì có cái câu chuyện của cô thì con nắm rõ rồi nè. Thôi giờ chị Út Lùng thì qua cái câu chuyện này nè. Thì chị qua đây làm chứng cái sự việc ở đầu đuôi mối nhợ thì chị đã nắm rồi trên mạng rồi. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay giống như kiểu là chị qua chị thấy cái mấu chốt câu chuyện gì được sáng tỏ chưa? Tôi thấy thì tôi qua đây tôi làm chứng, tôi chỉ nói vậy đó, mà bên kia không biết có làm được sáng tỏ không thì tôi không biết. Đó, tại vì thấy đưa cái dư luận đi quá xa rồi. Đưa đi quá xa rồi cho nên là tôi không biết, nhưng mà tôi thì thật bản tánh tôi thật sự là có sao tôi nói vậy. Nhưng mà bên kia thì có đăng bài gì đó rồi có nói thêm nó bớt gì không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nói thật thì thật, tôi không có xúc phạm gì tới mấy anh YouTube hết. Nếu mà chị là một người mẹ, em hỏi thiệt nha, chị cũng là một người mẹ mà con chị hôm nay cũng hơn 18 mà cũng chưa được 18 đúng không? Chưa. Mà ví dụ con của chị nó xảy ra tình trạng như chị vậy, chị bức xúc không? Tôi cũng bức xúc vậy. Tôi cũng bức xúc vậy, nhưng mà có một cái là giờ chuyện nào ra chuyện nấy mình phải tìm hiểu cho đầu đuôi rõ ràng hết đi rồi mình hãy nói chuyện. Mình mới nói chuyện với người ta được. Đúng rồi. Theo như bây giờ ví dụ con của tôi nè, tôi cho chị này, tôi đó là cũng đã làm giấy tờ cho chị này đi. Nhưng mà bây giờ con nhỏ này nó nói chuyện sao mình hỏi chị có vậy không? Chị là mình mới nghe lại con mình được, con mình là con nít. Mình nói nghe lại vậy rồi trên xong cái trên cộng đồng mạng cũng vẫn nghe lời luôn. Nhưng mà đầu dây mối nhỏ là có tôi nè. Đúng rồi. Đó, có tôi. Nhưng mà làm vậy thì tôi thấy coi tôi bức xúc rồi cho nên tôi mới đi về đây, tôi mới làm chứng thôi chứ thôi tôi cũng đâu về làm gì. Tôi cũng đâu có ăn độc thực gì trong đây. Đúng rồi. Có sao thì tôi nói vậy á. Dạ. Nhưng mà tôi thấy như nãy trong cơ quan tôi đi ra mà làm hung dữ với tôi cái kiểu đó là tôi thấy có không được. Nói chung á là cái người nào hung dữ với mình á thì người ta chịu tội, còn mình á thì mình chủ yếu đi làm tìm cái sự thật. Còn cái vấn đề của chị như là chị cảm ơn chị đã ngày hôm nay đã đến đây và chịu khó đi với cô lên tới địa phương, là giống như là chị là đầu dây mối nhợ là do chị. Đúng lên rồi. Đó để mà đối chất với lại mẹ ruột và đúng phía rồi. Gia đình của mẹ ruột của bé Thư. Không, nghe, nhưng mà mẹ ruột của bé Thư không có nói chuyện với tôi nha. Không nói ha. Không. Không có nói chuyện với tôi. Nói chung là hồi xưa là có quen biết nhưng giờ là tao không quen biết nữa. Tôi nói chuyện với bà ngoại nó. Bà ngoại của bé Thư đang ngồi kế tôi. Tôi mới nói không phải hồi đó á, con nuôi luôn cho rồi luôn đi, để đâu giờ ra chuyện tùm lum. Cái bà khiều tôi nha, là bà không cho tôi nói. Rồi bà mới đứng dậy bà đi ra cái chị bên YouTube bên ngoài bên cạnh bên đó luôn. Chị qua bà ngồi bên đó. Nói chung là bên đó vẫn có cài YouTube nữ vô. Có.
cũng ghê quá ha. Nói chung không, thôi có chị tức nữ đó là ngồi trong cái băng đá à. Còn hai cái anh nam đứng ở ngoài nữa à. Nói chung thôi, YouTube hay gì mà nó không cần quan tâm đó, quan trọng giờ là sự việc nó sáng tỏ, là giấy tờ nó đầy đủ hợp lý, đúng pháp lý thì thôi à. Đúng rồi à. Giờ nói chung là giờ em chỉ nghĩ là cái nào công bằng thì em nói, còn không công bằng em không có nói. Dạ. Thì nói chung là sự việc này đã xác minh độ tuổi chính xác của con bé Thư 100% là nhiêu đó, là nhiêu đó, nó không có thêm mà cũng không bớt. Thì chị cũng đã cảm ơn chị đã dính thời gian ra kể lại cái sự việc này. Dạ. Thì em sẽ gặp chị ở những cái video tiếp theo đi, để cho chị tỏ tường tận hơn. Bây giờ chị đường xa đường dài, con thì còn nhỏ nữa, để về còn lo cho ông già chồng nữa. Tôi nói thiệt nha, tôi tại vì bức xúc quá đi, tôi đang luôn, vợ chồng tôi đang bệnh đó chứ á. Rồi ok chị. Tôi bức xúc quá tôi mới đi về đây nè. Rồi. Tại chị. Vì tại đầu dây máu nhỏ là có tôi bức xúc quá tôi mới đi về thôi, chứ không có mắc mớ gì tới tôi. Dạ. Nói thiệt. Cảm ơn nhiều. Rồi vậy rồi. Rồi hai người ôm nhau hung cái đi rồi. Có gì cái chứ, nhưng mà trên cộng đồng mạng cũng làm ơn làm phước giải dây cho chị Loan này giùm. Hồi nãy bà mà nóng tính nó cầm cái nón bảo hiểm là gài bà đó là xong phim bà luôn á. Trời. Tôi thì có sao nói vậy, nhưng mà con cái thôi, nhưng mà cái gì thực ra cái gì. Đúng rồi. Trời, bà Vũ mà đồ quỷ tụi em gài nó hoài gì muốn kích người ta là làm bộ kéo kéo họ cái người ta nóng người ta. Tính tôi nóng thiệt, tính tôi nóng thiệt, nhưng mà thôi, nhưng mà để cho bên mọi người đều thấy. Mấy đồ nít thì mũi chưa sạch mình bỏ qua cho thôi, nó. Thôi bỏ ta đi. Ô ghê quá. Nó để cho con nó làm vậy là nó không đúng, nhưng đã mẹ không đúng rồi, đừng để cho con mình làm vậy. Không đúng. Thôi giờ bây giờ chị lại nói một câu là chân tình đi, thì để cho mọi người hiểu rõ là vấn đề. Nếu mà mình người lớn là mình nên cư xử cái sự việc này ra sao đi, rồi cho mọi người hiểu luôn. Không nghe cái này tôi cũng nói bằng thật lòng nha. Ừ. Nếu như bé Thư mà nó về nhận được mẹ ruột của nó thì tôi cũng rất mừng. Dạ. Rất mừng. Nhưng mà cái gì đừng để cho đi quá xa. Ừ. Nói chung thế là do người lớn phải xử lý. Ừ. Nhưng cái chuyện đó thì tôi không biết thiệt, nhưng mà để làm chi đi quá xa cái gì cái trong gia đình giải quyết đi. Để cho nhỏ chút xíu nó sổ mũi. Đi vòng. Tùm lum. Ok, thôi vậy chú về ha. Trời. Vậy thôi rồi. Cảm ơn chị nhiều chị. Rồi. Chào cùng đồng mạng nha. Thôi giờ cũng xin phép tôi về quê nuôi ông chồng ông già chồng. Rồi ok chị. Cảm ơn.